Những sản phẩm của NUC từ khi ra mắt thị trường những phiên bản đầu tiên thì luôn luôn có một chỗ đứng rất tốt. Với mức giá trải dài từ 3 triệu đồng cho tới những sản phẩm nổi bật có cấu hình rất tốt, có thể biến thành một mẫu PC game mini giống như NUC Hades. Vì thế mà trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một mẫu NUC có mức giá tương đối là hợp lý để có thể mua về để sử dụng. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng trả lời cho câu hỏi vì sao nên chọn NUC. Đơn giản thôi, vì sản phẩm này mang trong mình thiết kế vô cùng nhỏ gọn. Ta có thể đặt nó ở bất kỳ nơi đâu hay là gắn lên bất kỳ chỗ nào. Bên cạnh đó là sự tiện lợi của việc trang bị rất nhiều cổng kết nối như là USB Type-A, này, C, cổng mạng LAN, cổng xuất hình như HDMI. Còn một điều nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là điện năng tiêu thụ của chúng ta sẽ được đảm bảo một cách chặt chẽ. Điều này thì đối với những bạn dùng cá nhân thì có thể là không quá quan trọng, nhưng đối với những nơi như là trường học này hay là môi trường văn phòng, là những nơi sử dụng rất nhiều máy vi tính, thì việc tất cả các thiết bị sử dụng đều có điện áp giống nhau và sự ổn định đã được tính toán sẵn sẽ giúp cho việc bảo vệ điện lưới của tòa nhà cũng như là hoạt động ổn định hơn. Và hay là đơn giản hơn nữa thì là sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được một khoản khá chi phí tiền điện. Đến phần thiết kế thì sao ạ? Đúng là khi mà không sai thì không có gì phải sửa hết cả. Phần thiết kế vẫn giống như phiên bản tiền nhiệm, đó là sự kết hợp pha trộn giữa phần thân là kim loại và phần nắp bằng nhựa rất chắc chắn và không có chi tiết thừa ra ở các phần nối tiếp. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất so với phiên bản cũ đó là nằm ở một số cổng kết nối cũng như là cấu hình. Và phiên bản mà chúng ta đang quan sát thấy ở đây được trang bị CPU Intel Core i7-10710U 6x12 luồng, xung nhịp cao nhất có thể đạt được là 4.7. Sự phát triển của công nghệ thì khiến cho người dùng luôn luôn được lợi, tất nhiên rồi. Ngoại trừ việc tiến trình vẫn là 14 nanomet thì hiệu năng đem lại cũng rất ấn tượng. Core i7 dòng U đời thứ 7 thì các bạn chỉ có 2x4 luồng, nhưng qua thế hệ thứ 10 vẫn là dòng U nhưng có tới 6x thực. Một số lưu ý dành cho những ai đang có nhu cầu muốn mua sản phẩm của NUC, đó là Intel sẽ không trang bị sẵn RAM và SSD, chúng ta sẽ phải tự nâng cấp. Intel sẽ trang bị sẵn 2 khe RAM với tổng dung lượng là 64GB, một slot SSD M.2 và một slot 2.5 inch. Như vậy là cũng đủ dùng cho văn phòng rồi, có đúng không nào? Ngoài ra còn chưa kể tới là Wi-Fi 6, bộ công nghệ Wi-Fi nhanh nhất tính tới thời điểm hiện tại thương mại hóa. Thông số trên giấy tờ thì cũng khá là ngon nghẻ trong tầm giá, nhưng mà quan trọng là hiệu năng sử dụng thực tế của nó như thế nào. Nhưng thực ra thì mình cũng không lấy gì là ngạc nhiên lắm hay là nghi ngờ về hiệu năng sử dụng của các sản phẩm NUC cả. Bởi vì đơn giản đây là của nhà Intel rồi, người ta tự trồng, tự xào, tự nấu. Nếu như nó không tối ưu thì sẽ không còn sản phẩm nào tối ưu hơn được nữa, có đúng không? Xét cho cùng thì NUC sẽ rất phù hợp với những môi trường cần phải sử dụng nhiều thiết bị cùng một lúc như là văn phòng, trường học. Còn đối với những bạn mua về để sử dụng tại gia mà cần tới một bộ mini PC cho góc học tập hay là góc làm việc nhỏ gọn của mình thì sản phẩm này cũng rất là đáng mua. Đầu tiên mình sẽ test qua phần mềm Cinebench R20 thì điểm số đem lại thực sự là rất ấn tượng, mặc dù đây chỉ là một CPU tiết kiệm điện. Còn với các tựa game như Dota 2 thì với mức setting thấp nhất nhưng mức FPS mang lại vẫn cực kỳ cao khi có thể lên tới được 100 FPS và giảm xuống 80 lúc combat. Một tựa game khác như CSGO thì mặc dù mức setting thấp nhất nhưng FPS lại không thực sự cao khi mà cũng chỉ loanh quanh 40 FPS và cao nhất cũng chỉ là 60 FPS. Cuối cùng về sức mạnh của CPU, toàn bộ 6 nhân để có thể hoạt động ổn định ở mức xung nhịp 3.0 trong toàn thời gian. Các bạn có thể sử dụng mẫu NUC này để làm các công việc như Photoshop hay là thậm chí là edit video cũng được. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và nhớ đừng quên like, share và ấn nút kênh đăng ký YouTube của Anphat Computer để đón xem những video mới nhất của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!